mời quý bà con ghé thăm và đăng ký kênh YouTube Đất Quê Radio, một kênh YouTube do ekip Nguyễn Huy mới xây dựng để phục vụ những tác phẩm mang hơi thở quê hương, sông nước, trữ tình. Đất Quê Radio, ngược về miền ký ức không thể nào quên. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp phần tiếp nối của bộ truyện Tuấn Tài Ma Phá Án của nhà văn Lê Nguyệt mà Huy đã phát sóng trong thời gian trước. Mời quý thính giả cùng lắng nghe phần 2, Hàng Nguyệt Quế Tắm Máu. Từ cổng vô tới căn nhà chính của phố Hậu Thường là hai hàng nguyệt quế xum xuê. Mỗi cây cao gần 2 thước, được vô chậu lớn, qua văn cầu kỳ đối xứng nhau. Tổng cộng là 24 cây. Nửa năm về trước, trổ qua trắng xóa thơm lừng cả một căn nhà mênh mông rộng lớn. Nguyệt quế là loại cây mà bà bá hộ từ đâu mang về lúc còn nhỏ xíu, chăm sóc tưng tiêu như bảo vật, cho nên mới được như bây giờ. Hàng ngày bà ra đứng trước cửa nhà, hít thở mùi thơm của hoa. Bà luôn tự hào với các mệnh phụ khác bởi dàn cây nguyệt quế của mình. Nhưng sao lạ quá, mấy lúc gần đây, hai hàng nguyệt quế tốt lên mịt trời, lá xanh mơn mởn. Từ màu xanh đậm dần dần chuyển sang xanh nhạt, rồi như có ánh bạc lấp lánh trong lá. Tàn cây như muốn đụng vào nhau. Hoa được chuyển từ màu trắng tinh khôi sang màu đỏ rực, trông đẹp mắt không thể hình dung. Bất cứ ai đi ngang qua cũng phải dừng lại để ngắm nhìn. Nhưng họ đâu thể đứng lâu, vì mùi của nguyệt quế không bát ngát hương thơm như trước, mà lại tanh tưởi một cách lạ kỳ. Đứng lại chừng một phút là muốn ối tới mật xanh mật vàng. Phú Hậu Thường kêu gia nhân nhổ bỏ hết 24 cây nguyệt quế, phơi khô đem đốt, thì bà nhảy dựng lên, khóc la ổn tội. Nhà này chuyện gì tôi cũng chịu mình hết. Từ khi tôi về mần vợ mình tới bây giờ, thú vui của tôi chỉ có mấy cây nguyệt quế này. Bây giờ mình muốn bỏ nó là sao? Nó thành ma rồi, mình không thấy sao? Ai đợi nguyệt quế mà lá màu xanh bạc, rồi trổ bông cái màu đó. Nguyệt quế người ta thơm nức mũi, còn nó thì tanh trình tanh ối, thúi quắc thu quần. Không bỏ cho người ta kêu triêu sao? Tại nó biến đổi một chút, rồi từ từ cũng trở lại bình thường mà. Mình coi, nó đẹp quá trời quá đất. Cả cái nước Việt này, ở nơi đâu mà nguyệt quế nó màu sang trọng và trổ bông đỏ rực như nhà mình hay không chứ? Tôi nói bỏ là bỏ. Mình cãi tôi có ngại trước quả vô thần, thì đừng có trách sao tôi không cảnh cáo trước. Mình lo chuyện của mình đi, chuyện của tôi thì đừng có xen vô. Trước nay việc coi sóc nó do một mình tôi đảm nhiệm, nên mình đừng có ý kiến gì về chuyện này nữa được không? Ông Phú Hậu lắc đầu, ghét không thèm nói tới nữa. Dần dà đoạn đường trước cửa nhà ông vắng que, không có chuyện gì cần, người ta cũng không có đi ngang làm gì. Ai nấy đều sợ cái mùi khủng khiếp tanh máu đó. Phú Hậu Phan Văn Thường là người giàu có nhất nhì ở cái huyện này, thuộc quyền cai quản của tri huyện Lê Minh Trung, con trai thứ của hương cả Lê Minh Hoàng. Ông nổi tiếng giàu có nhưng rất nhân hậu. Hàng năm 2 lần, giữa năm và sắp Tết Nguyên Đán, ông mở kho cấp gạo thóc mắm muối tiền bạc cho dân nghèo ở địa phương, nên được dân chúng và quan lại kính trọng. Ông không nạp thiếp, chỉ có một mình chính thê và 3 người con. 2 cô gái có chồng khá giả và 1 trai độc đinh, tính tình giống như ông, khoan dung độ lượng. Phan Văn Quân cưới cô vợ con nhà thường dân nhưng vô cùng xinh đẹp. Cả nhà sống ấm êm hạnh phúc, nhưng chẳng hiểu sao cô con dâu mấy tháng trước lại bỏ nhà đi đâu mất biệt, khiến cho cậu hai Quân như chết nửa người, tìm kiếm vợ khắp nơi. Bà lớn của phố Hậu Thường tên là Diễm Kiều, là con của địa chủ thân,
thuộc phạm vi cai quản của Hương Cả Hoàng. Gia thế giàu có nên của hồi môn đủ để cho ông Thường vốn đã giàu giờ trở thành phú hộ nứt đố đổ vách. Bà sống bình thường không kiêu căng hách dịch, thú vui duy nhất chỉ là chơi hoa nguyệt quế. Chuyện điền trang giao cho quản gia Lục quản lý. Sau khi có dâu rồi thì giao cho con dâu cai quản trong ngoài. Hàng ngày rị mò ở mấy cái bụi cây, chăm sóc bón phân, tỉa cành tỉa lá. Ông Thường tôn trọng vợ nên cứ để bà say mê trò tiêu khiển tao nhã này. Cho nên mặc dù đám nguyệt quế không còn mùi thơm như trước, nhưng quả là quá xá đẹp, bà sao nỡ đành để cho ông quỷ bỏ đi chứ. Mà bà cũng chẳng hiểu sao ai cũng nói nó có mùi tanh hôi, bà thì lại nghe thấy mùi thơm gắt hơn trước rất nhiều. Cái mùi này khiến cho bà thấy tâm bình trí ổn, cho nên bà thường xuyên rị mọ dưới gốc của 24 cây báo vật của mình. Nhưng rồi bỗng một hôm, đứng trước cửa chính nhìn ra, bà thấy những cây nguyệt quế rung lên bần bật như có một cơn gió lốc đang đi tới. Quái lạ, trời vẫn im ắng, gió nhẹ nhẹ không đủ mát, cớ sao lại như vậy? 24 cây nguyệt quế lay động dữ dội như muốn bật gốc. Bà hoảng hốt gọi gia nhân ra giữ lấy, sợ nó bị bốc đi. Nhưng mọi người chạy ra thì có ai thấy cái gì đâu, chỉ thấy chúng đung đưa cành lá như bình thường. Mùi hôi thối vẫn lan ra rất là khó chịu. Bà Diễm Kiều không tin, cho nên khi ông bá hộ khẳng định điều đó, bà mới ngơ ngác như từ trên trời rơi xuống. Cậu Hai Quân từ ngày vợ bỏ đi cuốn theo dàn dòng thì lúc nào cũng âu sầu buồn bã. Cậu không tin người vợ hiền hậu đảm đang của mình lại có hành vi như vậy. Nhưng giải thích làm sao đây? Mợ hai vợ cậu làm dâu được ăn trên ngồi trước, nắm giữ quyền lực trong nhà, có bị uy hiếp cái gì đâu mà lại bỏ đi, nếu như không phải cô ta đã đi xây tổ quyên ương với người khác. Nói gì thì nói, Hai Quân vẫn không tin vợ mình làm chuyện đê tiện như vậy. Cậu lo khi cô ra ngoài bị người ta sát hại nên không thể quay về, vậy là vẫn âm thầm tìm kiếm. Bà lớn thì cho rằng mình quá yêu quý nguyệt quế nên nghĩ dẫn dơ rồi sinh ra ảo giác. Sau hôm đó thì cũng bỏ qua. Rồi một hôm nọ, gia nhân dạo cho bà hay có một đạo sĩ muốn gặp bà. Nhưng lúc không có ông Thường và Hai Quân ở nhà, bà cũng muốn hỏi ông ta vì sao mà nguyệt quế của bà lại bị biến đổi như vậy, nên mời ông vào đại sảnh tiếp chuyện. Vừa bước vào cổng, đạo sĩ đã quảng kinh nhìn hai hàng nguyệt quế. Thái độ ông ta không qua mắt được bà lớn. Ông xưng mình tên là Hàm, là đạo sĩ trên núi. Vô tình đi ngang qua thấy âm khí nhà này rất nặng, cho nên muốn vô giúp đỡ. Ông chỉ ngay hai hàng cây được bà tương tiêu mà rằng: những cây qua này đã nhiễm tà rồi, bà phải tức tốc trục dòng, chứ để lâu ngày nó sẽ phá bà tán gia bại sản, có khi không giữ được tính mạng đó. Dòng ở đâu mà trên thân cây chứ? Ông Hàm nhìn bà, lời nói đầy ẩn ý. Dòng ở đâu bà rõ hơn ai hết mà, khéo hỏi cơ cầu. Quan nghiệp chất ngất, e là ta cũng không giải được. Bà lớn bình tĩnh ngắt lời: tôi sống thanh bạch hiền lương, cớ sao lại có quan nghiệp? Xin đạo sĩ đừng có nói chơi như vậy. Tôi không rảnh mà nói chơi. Bà có bao giờ dạch từng gốc nguyệt quế ra mà xem chưa? Bà có từng thắc mắc vì sao nó lại trổ qua màu đỏ rực, chứ không phải trắng muốt chứ? Bây giờ có tôi ở đây, bà cứ làm thử đi. Nghe vậy, bà lớn nửa tin nửa ngờ. Bà đứng dậy ra gốc nguyệt quế dạch ra xem, thì ôi trời ơi, quá chừng là côn trùng. Mà loại côn trùng rất lạ, bà chưa từng thấy bao giờ. Chúng ngo ngoe chen chúc nhau dưới lớp đất ở trong chậu. Bà chết cứng cả người, tai không nhấc lên được, miệng há hốc chẳng nói ra thành tiếng. Hàm biểu môi: hết hồn rồi chứ gì.
Bà tưới nó bằng máu người thì hỏi sao qua nó chẳng đổi màu. Đây là loại cây phong thủy, người ta trồng cầu phúc cầu lợi, cầu cho gia đạo trong ấm ngoài êm. Bà mần kiểu này nó không chết là mai đó. Nhưng mà tôi nhìn thấy rồi, không sớm tiêu trừ thì trước sau gì bà cũng bị nó hại cho thần trí bất minh, sinh ra khùng điên, muốn chết cũng không được. Bà lớn mặt không còn chút máu, tiếng nói dính trong cổ họng. Trời, bây giờ sao đạo sĩ? Biết sợ rồi sao? Chấm dứt ngay cái trò này, vì người bị bà hại đã chết rồi. Hiện nó đang theo bà để trả thù đó. Tôi thấy ông nhà là người hiền đức, từng mở kho phát chẩn cho dân nghèo, nên mới tới đây để tiêu trừ tai họa cho gia đình. Còn tội nghiệp của bà thì khó mà giải quyết cho êm đẹp được. Bà phải thành tâm sám hối, nhàn khối cúng dòng. Tôi không tiếp xúc với người cõi âm được, chỉ giảm thiểu tối đa những bất lợi cho gia đình mà thôi. Giờ bà mang 24 cái đạo bùa này, đúng canh 3 giờ tí, đem chôn dưới gốc nguyệt quế. Hy vọng sau một tháng, hoa nở trắng lại, cho mùi thơm như cũ, thì coi như tai họa đã được giải trừ. Còn nếu không là do tội nghiệp của bà quá nặng, phải nhờ thầy khác mà thôi. Nói xong, đạo sĩ Hàm lấy trong tay nải ra những tờ giấy màu đỏ, chỉ chích chữ, dặn dò cách thức chôn dưới gốc cây, rồi nói câu cuối. Khả năng tôi chỉ có vậy, hy vọng sẽ cứu được cái nhà này. Có thành công hay không còn là do tạo hóa của con người nữa. Con người ta sống, mang nỗi quốc hận mà chết, thì khó lòng mà siêu thoát. Nguyên nhân vì sao khiến bà tàn ác như vậy, tôi không cần và cũng không muốn tìm hiểu. Bà tự mà đi giải thích với họ. Đạo sĩ đi rồi, bà lớn bần thần một lúc, rồi nhìn hàng nguyệt quế đỏ rực. Bỗng lần đầu tiên bà cảm thấy mạo hoa đỏ như máu. Một mùi tanh hôi của máu lâu ngày xộc lên mũi. Những tán lá xao động càng khiến cho chúng trở nên ma quái hơn. Bà rùng mình, vội vã nhanh chân quay vào trong nhà. Canh ba đêm đó, bà lớn mang theo 24 đạo bùa, một mình cầm con dao bén ngót, lủi thủi ra đào đào bới bới dưới những gốc cây trong chậu. Mỗi nhát dao ghim xuống cắt đứt mấy con côn trùng da nhách, rỉ ra một thứ chất lỏng có màu như máu quạ với mũ. Bà lấy khăn bịt mũi lại mới chịu nổi cái mùi hôi thối đó. Rồi bà thấy những thân cây nguyệt quế chao mạnh, tiếng khóc nỉ non của một người con gái vang lên não nề ai quán giữa đêm trường tĩnh mịch. Tiếng khóc của một người mà sao phát ra ở từng bụi cây. Bà sợ muốn ngất xỉu, nhưng đã lỡ rồi, tự trấn tĩnh mình. Bà xem như không nghe gì hết, lầm lũi chôn bùa vào đủ 24 gốc cây, rồi bỏ chạy như bay vào nhà. Vậy là cũng tạm yên tâm rồi, bà nằm xuống ngủ. Ông Phú Hộ đã vô điện trang hai hôm nay cùng với cậu Hai Quân, cho nên chuyện xảy ra từ sáng tới giờ, cha con họ không hề hay biết. Vừa nằm xuống, chưa kịp chợp mắt, thì cửa mùng mở ra. Một người con gái với nhân dạng rõ ràng, dán mùng ngồi bên cạnh bà mà nhe răng cười. Bà lớn hồn phi phách tán, trân trân ngó người đó. Cô gái nhăn nhở cười cười, rồi cất giọng rinh trích qua kẽ răng. Má khỏe không má? Má vẫn ăn ngon ngủ yên chứ? Bà Kiều run rẩy toàn thân, miệng há lớn không nói ra được. Cô gái lại cười. Má không cho tôi tá túc vô cây nguyệt quế, vậy tôi ngủ chung với má nghe. Tôi nằm ở đây suốt, cho má muốn lấy máu lúc nào thì lấy. Má uống dưỡng nhang cũng được, tưới tắm cho cây mà má yêu quý cũng được. Miễn hằng ngày tôi được ở cạnh má là tôi vui rồi.
Bà lớn rung lên bần bật như bị sốt rét rừng. Trời ơi, con liễu đây mà. Vậy là ông đạo sĩ đó nói đúng rồi, nó đã chết. Hồi nó chết, bà có nghe quản gia Lưu nói, và ông ta đã đem xác nó đi quả thiêu rồi kia mà. Người nó phải tìm mà trả thù là tên Lưu, chứ đâu phải là tìm bà. Nó chết nên nó khiến cho đám cây yêu quý của bà trổ bông đỏ lè đỏ lét, tanh trình tanh ối chứ gì. Mà cái ông đạo sĩ này yếm kiểu chi mà nó lại trồi lên được, rồi vô tới giường ngủ của bà như vậy chứ. Bây giờ làm sao đây? Cứ như vậy hoài chắc phải tổn thọ. Con này khi sống hiền như cục đất, sao chết rồi lại khó chịu, ăn nói bổ bả như vậy là sao? Bây giờ phải làm gì với nó? Chứ để nó tự tung tự tác như vậy, có ngày nhát chết bà rồi còn gì. Rồi lỡ như nó quá linh, nói cho ông Thường và hai quân nghe, rồi thì làm sao? Xuống nước, phải xuống nước với nó mới được. Vậy là phải chối, phải đổ tội cho người khác, để nó không chĩa mũi dùi vô bà. Bà lớn hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh, rồi trơ trẽn nói: Kìa con dâu, lâu nay con ở đâu sao không về? Thằng Quân nó nhớ con muốn khùng luôn rồi. Má cho người kiếm con khắp nơi mà vẫn bạc vô âm tính. Bây giờ bộ con chết rồi hay sao? Nhưng mà tại sao lại chết? Tại sao lại nói với má mấy lời trách hận như vậy hả con? Liễu biểu môi, đôi mắt sắc lạnh nhìn bà, khinh bỉ nói: Đóng kịch với tôi hả? Một khi tôi về được đây để kiếm bà thì tôi đã tường tận mọi việc rồi. Bà lừa người sống được chứ lừa ma được sao? Tôi vạch mặt bà cái một, nhưng tôi chưa làm đâu. Tôi phải cho bà biết như thế nào là sống không bằng chết trước đã. Nói xong, Liễu trợn mắt nhìn bà rồi đứng dậy. Máu trong mình cô tri rỉ nhiễu xuống nền gạch, tạo thành một cái vũng lớn. Mùi máu tanh tưởi khiến cho bà lớn lợm giọng nôn khan. Thoáng chốc, toàn thân Liễu từ một cô gái mẫn mạ xinh đẹp bỗng chốc khô đét. Bộ đồ mặc trên người rộng thùng thình và tuột xuống khỏi cơ thể. Bên trong chỉ còn lại bộ xương người, với cái đầu lâu chỉ có hai hốc mắt trống quắt, mà cái miệng thì lại có lưỡi thụt ra thụt vô đỏ lờm. Bà lớn trú lên một tiếng rồi ngất xỉu đi. Ngày hôm sau thì không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau nữa, cha con ông Phú Hộ về tới. Vừa bước vô cổng lại nghe mùi tanh của hoa nguyệt quế dữ dội hơn trước. Không thấy bà lớn ra xăm xôi nên ông rất ngạc nhiên. Vừa bước vô nhà, bà đã nắm lấy tay ông, run sợ khẩn khoản: Mình ơi, mình cho đốt mấy cái cây đó đi, nó thành tinh rồi. Hả? Sao vậy? Mình đừng có hỏi nhiều, thấy ghê lắm, nó hiện lên nhát tôi xỉu mấy lần luôn đó. Đốt nó đi mình. Ông quay ra nhìn hai hàng cây, bỗng ông thấy những trái nguyệt quế trước giờ núp trong kẽ lá hôm nay trường rõ ràng mặt ra ngoài. Nhìn kỹ thì thấy chúng nở bung ra. Ông bước lại gần để xem. Khủng khiếp thật, mỗi trái đều mở cánh, bên trong là một giọt máu. Bây giờ ông mới phát hiện ra cây có quá nhiều trái. Cứ mỗi trái là một giọt máu rơi xuống chậu cây, khiến cho cả chậu nhuộm đầy máu đỏ tươi. Bà lớn ngã quỵ trong tay ông. Ông Thường thật sự không hiểu nổi, gia đình ông đã đắc tội gì với thần thánh phương nào. Cả đời ông và vợ con ông chưa từng làm điều gì sai trái với lương tâm, cớ sao lại xảy ra hiện tượng ma quái như vậy? Ông bèn kêu gia nhân đem dầu ra tưới từ ngọn cây xuống tới gốc. Tưới xong 24 cây rồi châm lửa đốt. Kỳ lạ và khiếp đảm chưa? Lửa bốc lên đỏ trực cả bầu trời, nhưng hai hàng nguyệt quế thì không bị ảnh hưởng gì hết. Chúng vẫn sừng sững trung nhánh lá như cười đùa bẩn cợt và đầy thích thú. Biết có chuyện quyền di bên trong rồi, ông Thường muốn kêu gia nhân đốn bỏ tất cả đi, nhưng lưỡi triều vừa dán vào thân cây thì lại dội ra,
máu bắn vào mặt người cầm rìu. Khi lấy cái lưỡi ra, thân cây chỉ cỡ cùm chân người lớn, vẫn không bị xây xác tổn thương chi cả. Ôi, loại cây ma quái gì vậy chứ? Chém không được, đốt không xong. Vậy là ông thắp ba nén nhang, đứng giữa hai hàng cây mà khấn. Nếu thật sự có thần cây, thì hãy xin cho già này được biết. Chẳng hay gia đình đã đắc tội chi với thần cây, mà lại trừng phạt chúng tôi như vậy. Hàng Nguyệt Quế đứng im, không một chiếc lá lay động. Trong lòng cha con Phú Hộ Thường bỗng gợn dậy một nỗi niềm khó tả. Hai người không tiếc ta gì đến quyết định vừa rồi là triệt phá Hàng Nguyệt Quế, mà chỉ dìu bà lớn vào bên trong. Đêm hôm đó, hai quân mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Tỉnh dậy, mình mấy cậu hai ướt đẫm mồ hôi. Cậu mang máng nhớ hình như mình gặp Liễu thì phải. Toàn thân mợ hai xanh mét không còn giọt máu. Mợ ngồi bên giường, vừa khóc vừa chạm tay vào mặt cậu. Không nói gì, chỉ lắc đầu. Tuy nhiên cậu nhớ hình như mình có nói chuyện với Liễu, nhưng lại không nhớ ra mình đã nói cái gì. Còn bên trong phòng ông Thượng, ông cũng thấy Liễu, nhưng với nhân dạng khác. Khuôn mặt đúng là cô, mái tóc dài thường ngày Liễu hay bới lên để quán xuyến công chuyện nhà. Nhưng ở dưới cổ trở xuống lại là một bộ xương ngoắt ngoải đung đưa, như muốn gãy rời ra từng khớp. Ông mới kinh ngạc hỏi: Trời ơi, sao con lại ra nông nỗi này? Con chết rồi sao con? Đôi mắt buồn ma quái của Liễu xa xăm xuống. Cô nói thiệt khẽ, vừa đủ cho ông nghe. Cha hay hỏi má là vì sao mà con mất tích. Cha nhớ hỏi luôn chị Nở thân cận nhất của má cũng đang ở đâu nghe cha. Sao chuyện này có liên quan tới má con hay sao? Cha cứ hỏi má thì sẽ rõ. Nếu khi bà ta không nói thì con sẽ nói. Nhớ nghe cha. Rồi Liễu biến mất. Ông Thường bần thần một lúc mới quay sang lay lay bà lớn. Bà lớn vẫn còn thức trung sợ, nhưng không hay biết chuyện vừa rồi. Ông hỏi bà: Mình à, tôi nói mình nghe, mình đã làm cái gì khuất tất sau lưng tôi vậy? Tôi có giấu gì mình đâu. Vợ chồng mấy chục năm nay, mình không biết tính tôi nữa sao? Vậy sao con Liễu nó mới hiện hồn vậy? Nó báo mộng cho tôi nè. Mà tôi có ngủ nghe gì đâu. Nó chết rồi. Nó kêu tôi hỏi mình là tại sao nó chết, và cô Nở hầu cận mình bây giờ ở đâu. Mình nói chơi với tôi sao? Con Liễu hiện về hả? Không phải nó bỏ trốn rồi sao? Ông Thường nhìn vẻ thất thần và giọng nói đầy sự giả tạo của bà mà lấy làm bất bình. Ông trừng mắt ngó bà: Mình đóng kịch với tôi đó hả? Mà thôi, mình đã không muốn nói thì tôi cũng không trả hỏi nữa. Nhưng mình hãy nhìn xem chuyện gì đang xảy ra cho nhà chúng ta. Một tháng sau khi Liễu mất thì cây Nguyệt Quế nó đổi màu. Nguyệt Quế gì mà trổ qua đỏ trực, lại còn hôi thối không ngửi được như vậy. Nguyệt Quế gì mà đốt không cháy, chặt tứa máu ra là sao? Đó là cây phong thủy. Gia đình ta bao nhiêu năm nay nhờ phong thủy này mà đề quầy im ấm. Bây giờ phong thủy thay đổi ghê gớm như vậy, không có bàn tay nhúng vào hay sao? Tôi nói cho mình hay, hồn con Liễu qua về rồi. Nếu như mình đã làm gì lầm lỗi với nó thì hãy thành tâm sám hối đi. Còn nếu như mình hại nó chết oan uổng thì hồn ma tôi có thể ngăn cản được nó sao?
Bà Kiều không nói gì được. Bà nhớ hôm Liễu Hiện về cảnh cáo mà muốn nghẹt thở. Trước nay ông Thường thương yêu kính trọng bà, người ăn kẻ ở nể nang khâm phục bà sống nhân hậu hiền lương, nói bà hãm hại con dâu ai mà tin. Nhưng bây giờ thì không thể ém nhẹm chuyện này được nữa. Phải làm sao đây? Liễu và Nở, bà nghĩ rất nhanh trong đầu, sẽ tìm một pháp sư cao tay ấn hơn đạo sĩ Hàm mà ếm cho vong hồn Liễu vĩnh viễn biến mất, không thể quấy rầy bà được nữa. Ông Hưng Cả Quàng đang ngồi uống trà một mình ở gian nhà nhỏ ngoài vườn cây thì nghe quản gia Thành cho hay tri huyện Lê Minh Trung ghé qua thăm cha. Vui mừng hớn hở, ông kêu ông Thành bảo Trung tới đây. Không khí mát mẻ thanh tịnh, dễ đàm đạo chuyện trò hơn. Trung cai quản cả huyện, trong đó có dùng của ông Hưng, cho nên mỗi khi có chuyến về xã này đều tranh thủ tới nhà thăm cha. Còn tri phủ Lê Minh Đức thì trăm công ngàn việc, nhưng khi rảnh rỗi cũng về thăm phụ thân và quản gia Thành nửa ngày. Chỉ khi dỗ mẹ hoặc ngày Tết Nguyên Đán mới ở lại vài hôm cùng cả nhà. Anh chị em cơm nước đàm đạo, vì vậy cha con của họ rất thân, rất dễ nói chuyện với nhau. Đặc biệt các con của ông Hương xem Lam Hồng như em gái, thấy cô siêng năng cần mẫn thì rất quý mến, giao cái nhà này cho cô để chăm sóc hai người cha. Họ muốn Lam Hồng có chồng đàng hoàng, để sau này khi hai ông trăm tuổi, cô có chỗ mà nương tựa. Nhưng Hồng không nói gì, chỉ cười cười. Hỏi thăm sức khỏe cha một hồi, tri huyện mới nói: Cha biết bà Diễm Kiều, con của ông địa chủ thân ở xã này không cha? Biết chứ con. Địa chủ thân nổi tiếng vùng này, tuy ổng lớn tuổi hơn cha nhiều, nhưng mà thoáng lắm. Thỉnh thoảng cha với ổng cũng đi câu cá, uống trà với nhau. Ổng có bốn người con, hai trai hai gái. Đứa con gái lớn là Diễm Kiều, vợ của Phú Hộ Thượng. Ông Thường cũng tốt lắm, giàu mà không kêu. Tai này chắc con rành rồi. Dạ, ông Thường là mạnh thường quân của xã đó cha. Tiếng tốt vang xa mà con không biết sao được. Con cũng từng khen thưởng cha con mấy, cậu hai quân cũng là người tốt nè. Hôm nay tới thầm cha để nói cái vụ này hay sao? Dạ đúng rồi cha. Cha có nghe chuyện vợ hai quân bỏ nhà đi, đem theo đồ đạc tư trang, cách đây hơn nửa năm không? Con nghe, cha cũng biết gia đình hai bên đi tìm ghê lắm, nhưng mà không có ai báo vụ này lên trên cả. Bây giờ có vấn đề gì rồi hay sao? Trung rót ly trà, uống một ngụm rồi nhìn cha. Có chuyện này cũng lạ lắm, con muốn hỏi ý kiến của cha. Hai hôm trước có bà Lương Thị Nở. Bà này là người hầu hồi môn của bà Phú Hộ Diễm Kiều, tới quyền đường đánh trống Kiều Quan. Khi cho đồ vào nha môn, bà khai rằng Diễm Kiều đã bắt nhốt con dâu mình vào hầm bí mật. Mỗi ngày sai quản gia Lục lấy ra một ly máu để mà trị bệnh gì đó. Bà ta nói mình mắc bệnh nan y, chỉ có máu của người thích hợp mới trị khỏi thôi. Tất nhiên là bà cho con dâu bồi dưỡng toàn là đồ bổ, không để cô ấy vì mất máu mà chết. Nhưng mà chưa được nửa năm thì Liễu do phẫn quất, đau buồn rồi mất đi. Vì chết như vậy cho nên không siêu thoát được, mà lẩn khuất tại dương gian. Rồi sau đó bà Kiều lại biết bà Nở có máu phù hợp, nên đã không nghĩ tình chủ tớ, đã theo hầu bà mấy mươi năm, bỏ cả thanh xuân làm gái quá bên cạnh bà ta. Bà Kiều đem nhốt bà Nở vào hầm. May mắn là được hồn ma cô Liễu giải cứu. Cô biểu bà Nở đi kêu quan, nhờ tri huyện điều tra vụ án này. Qua lời kể thì bà Kiều lấy máu Liễu đi hòa với nước, tưới cho những cây nguyệt quế, cho nên nguyệt quế xanh tốt bất thường và thay đổi sắc màu của hoa, thay đổi luôn cả mùi hương thơm nè.
Chuyện hàng nguyệt quế trổ qua đỏ rực và tanh tưởi thì con có nghe nói, cho nên con cũng nghĩ là trong cái chuyện này sự thật cần phải điều tra, để cho cô Liễu không bị mang tiếng là ôm vàng bạc bỏ trốn theo nhân tình. Nếu không có Liễu thì sẽ chết thêm một mạng người nữa là bà nở đó. Ông Hoàng thoáng trùng mình. Chuyện nghe khó tin quá. Một người đã tốt cả đời sao lại tàn nhẫn như vậy chứ? Dù sao thì đó cũng là người mà con mình thương yêu, là người đã bên cạnh lo lắng cho mình từ miếng ăn giấc ngủ. Nếu như bà ta mắc bệnh nan y thật, cần máu người để chữa trị, thì cứ việc nói ra, rồi điều định với hai người họ thay phiên nhau tiếp máu cho bà. Đằng này sử dụng máu người để tưới cây, quyệt quê tắm máu, trách gì nó không cam tâm. Nó trở nên như vậy mà bà ta vẫn chưa thức tỉnh hay sao? Con muốn cha làm gì cho con? Trung mím môi, nghiêm túc nhìn cha. Theo đúng như luật hình thì con phải giải bà ta về công đường để mà thẩm tra. Nhưng cha biết đó, Phú Hộ thường là người ngay thẳng, đóng góp rất nhiều cho sự ấm no của huyện ta. Chỉ vì lời tố cáo của người làm thì không thỏa đáng được. Lỡ như họ bất bình chủ, rồi A Tòng với quản gia hãm hại bà Kiều thì sao? Cho nên con muốn nhờ cha qua đó một chuyến. Cha đi với tư cách là bạn già thăm nhau, để âm thầm điều tra chân tướng giúp con. Chứ con mà tới thì rầm rộ lắm. Con lại lo nếu đó là sự thật thì bà ta lại giết người bịt đầu mối nữa rồi làm sao? Hồi làm tri phủ, cha từng nổi tiếng tra án quan mà. Thôi được rồi, bớt nịnh đi mày, để cha đi một chuyến. Trong đầu ông Hoàng nghĩ tới Tú Tài Mạc Chung. Dù nguyệt quế trổ qua đỏ này, ông khó lòng nhìn ra được điều gì. Hy vọng Mạc Chung sẽ giúp ông tìm ra được sự thật bên trong. Ông Hương đến trước nhà bà ba, thấy bà đang tỉa mấy chậu hoa trước cửa, bèn cất tiếng gọi. Chị ba khỏe không? Bà ba nhìn ra thấy ông Hương thì dừng tay lại, đặt cây kéo xuống chậu định thi lễ, thì ông khoát tay ngăn lại. Trời, chị làm gì vậy chị ba? Bỗng đầu nhóc nhỏ Mạc Chung và con Phèn từ trong nhà đi ra, khuôn mặt phúng phính, treo lên khi thấy ông. Bà ơi, ông Hương tới kiếm Mạc Chung, chứ không có kiếm bà cháu mình đâu. Ông Hương phì cười, xoa đầu thằng bé. Vậy người này là ai mà không phải Mạc Chung sao? Không mà nghe, Mạc Chung 25 tuổi, đã đỗ cử nhân. Con là thằng nhóc 10 tuổi, con tên là Thầy Năng. Ông trợn mắt kẹo nó. Chà, mới bầy lớn mà xưng thầy rồi đó hả? Con không có xưng, mà con tên Thầy Năng thiệt mà. Thầy Năng là thằng này á. Ông Hương với bà ba cười gặp người xuống. Dứt cơn cười, ông nói. Thú vị, Thầy Năng cũng thú vị quá đó chứ. Nhưng mà bữa nay ta muốn gặp Tú Tài Mạc Chung. Xin lỗi Thầy Năng, thầy gọi ngài ấy ra giúp ta được không? Chuyện quan trọng không? Phải rồi đó, ta muốn xin ý kiến Tú Tài. Ông quay sang bà ba. Hai người chỉ thoáng nhìn nhau thôi, mà khi ngó lại, Tú Tài Mạc Chung đã sừng sững ngay bên cạnh, vòng tay thi lễ. Chẳng bối đi rồi, xin hỏi đại nhân có điều chi cần bàn qua? Tú Tài không gọi ta là ông Hương nữa sao? Bởi chẳng bối nghĩ rằng, so về tuổi tác thì giảng bối lớn hơn đại nhân nhiều lắm. Gọi ông thì chỉ sợ đại nhân tổn thọ. Nhưng mà giảng bối kính trọng đại nhân, cho nên sẽ để Thầy Năng gọi đại nhân bằng ông Hương. Từ nay những chuyện đại nhân muốn giảng bối biết thì Thầy Năng sẽ bên cạnh ông. Chỉ khi cần có mặt thì giảng bối nhất định sẽ xuất hiện. Ông Hương gật đầu. Bà ba nghe vậy vội mời cả hai vô nhà nấu nước pha trà. Ông Hương kể tất tần tật cho Mạc Chung nghe chuyện Phú Hộ Thường,
và có ý mời Chung đi cùng, vì ông tin mắt của Chung sẽ nhìn ra được điều bí ẩn trong những cây nguyệt quế. Chung nhiệt tình đồng ý, nhưng nói với ông Hưng: "Chẳng bối chấp nhận đề nghị của đại nhân, nhưng mà hãy để thầy nàng đi cùng đi. Vì với dáng vẻ trẻ nhỏ của nàng sẽ tránh bị dòm ngó nghi kỵ. Đại nhân yên tâm, Mạc Chung hay thầy nàng cũng chỉ là một người mà thôi." Ông Hương vui mừng gật đầu. Bà ba hiếu kỳ: "Chuyện này tôi nghe người ta đồn rầm rồi. Mới đây còn có tên này nữa nè. Do gia nhân trong nhà nói ra đó, là mỗi một trái nguyệt quế đều nở ra một giọt máu lớn, rồi chảy tràn vô cái chậu cây, tanh muốn lợm giọng luôn. Cái vụ này là chắc có ma quỷ gì đây, chứ không có tự nhiên khơi khơi vậy." "Nếu sự thật như lời tố cáo của thị nở đó, thì bà Phú Hộ đã tự giết mình rồi. Quán nghiệt này, có né tránh pháp luật hiện hành, thì cũng không tránh được quan hồn đòi mạng. Thôi chúng ta cứ đến đó coi sao. Thầy nàng sẽ trà trộn với thân phận của trẻ con để không bị chú ý. Đại nhân chỉ cần trò chuyện thăm hỏi Phú Hộ Thường là được." "Ta tin là Tú Tài sẽ nhìn ra được chuyện này. Giảng bối có thể tiếp xúc với hồn ma để tìm hiểu thôi. Mọi sự còn tùy duyên nữa." Ông Hương uống hết ngụm trà rồi đứng dậy. "Trà ngon quá chị bà. Xong việc này tôi ghé lại xin chị một tuần trà trò chuyện với Tú Tài ha." "Mời ông Hương, trà này tự tay tôi ướp đó. Trước cửa có hàng rào bằng trà, tôi hái đọt phơi khô trộn với bông lài, nên mùi thơm tự nhiên và nó có cái hậu ngọt nữa. Uống vô là thấy tinh thần thư thái lắm ông." "Tôi nhận ra mà chị." "Hay là tôi gói cho ông vài nồi đem về nhâm nhi nha." "Dịp khác đi chị bà. Bây giờ tôi còn phải mần nhiệm vụ mà thằng con Tri Quyển nó giao phó nữa. Chuyện Tú Tài Mạc Chung hỗ trợ tôi vậy, đừng cho ai biết nghe chị." "Ông không cần dặn đâu." "Thằng Hai Hùng Lương Quý lâu nay tu thân dưỡng tính chưa?" "Tốt lắm rồi ông. Ngoài sướng ghe là ở nhà, thỉnh thoảng qua tôi uống trà với chú Bãi Cao. Không có tầm xàm ba láp như trước. Thấy nó thay đổi tích cực cũng mừng lắm." "Vậy chị ráng khuyên nó đi. Sống chăm chỉ đàng hoàng, cho coi cưới vợ gì, sanh con đẻ cái với người ta. Chứ cũng già khủng rồi mà, vậy hoài đâu có được. Thôi mình đi thầy nàng ơi. Tạm biệt Tú Tài Mạc Chung ngàn. Chơi với thầy nàng coi bộ thoải mái hơn à." Vậy mà quay lại thì không thấy Mạc Chung đâu nữa. Chỉ thấy thầy nàng nhe răng cười tít mắt, chụp nắm tay ông Hương mà reo lên: "Đi đi, thầy nàng thằng này sát cánh với ông luôn nè. Anh đi nghe phèn. Xong chuyện anh về, cục cưng ở nhà ngoan nghe." Ông Hương chào tạm biệt bà ba, rồi dắt tay thằng bé ra xe ngựa đậu sẵn ở ngoài sân, đi qua xã bên tới nhà Phú Hậu Thường. Ông Thường đón ông Hương với thái độ nồng nàn kính trọng. Nghe tiếng nhau đã lâu, chỉ gặp mặt tiếp xúc vài lần nhưng có vẻ thân thiết lắm. Ông Thường giàu có từ trong bụng mẹ, chưa từng dính dấp tới quan trường. Còn ông Hoàng thì đã từng làm quan tri phủ. Tiếng tăm của hai ông đều tốt như nhau, cho nên vừa gặp đã thân là phải rồi. Ông Thường cung kính hỏi ông Hương: "Dịp gì mà khiến cho rồng ghé nhà tôm vậy, thưa ông Hương cả?" Ông Hương cười xòa: "Trời ơi, khách sáo với tôi vậy anh. Bữa nay có dịp đi ngang, ghé thăm cơ ngơi của anh vậy thôi. Mà sao tôi hiếu kỳ quá, hai cái hàng nguyệt quế của anh nó trổ bông gì lạ vậy? Rồi lại không có mùi thơm, mà sao tanh dữ thần, khó hửi muốn chết vậy anh thật?" Ông Thường thay đổi sắc mặt, ngập ngừng: "Ôi chắc tôi hết thời quá anh Hương. Nguyệt quế bao nhiêu năm nay qua trắng muốt, thơm sực mũi vậy đó. Vậy mà bây giờ nó ra cái nông nổi này, mà trái thì lại nở ra máu. Không biết gia đình tôi mắc phải cái nghiệp chướng gì, để thay đổi phong thủy tôi cho đốt rồi đó chứ."
mà đốn cây về rồi đốt luôn cũng không ăn thua gì hết trơn. Rồi chứ có coi thầy coi bùa gì chưa? Chắc bị cái gì đó, chứ lẽ nào mà quái đản vậy được. Thì nói nào ngay, trước giờ tôi không có tin vô chuyện ma quỷ hại người. Nhưng mà cái chuyện này nó lạ quá. Hôm rồi nghe nói có một đạo sĩ tới yếm bùa vô gốc cây, nhưng mà sau đó thì hoa lại nở thành máu. Vậy là có ăn thua gì đâu anh. Nhìn thấy thầy Năng cứ lui cui dưới mấy gốc nguyệt quế, ông Thường nhìn ông Hưng. Kêu thằng nhỏ vô đi anh, lỡ mà có cái gì thiệt á, coi chừng người quất mặt quất mày quở nó đó. Cháu nội anh hả? Không, cháu của bà chị hàng xóm. Nhưng mà nó khoái tôi lắm, nói chuyện nó khôn lắm mà, vui nữa. Nên đi đâu tôi cũng dắt theo hết. Anh cứ yên tâm đi, nó vậy đó chứ không có phá phách gì đâu. Tại cái thói quen nó hay khoái tìm hiểu mọi chuyện vậy đó. Mà chị với cháu đâu sao không thấy vậy? Bà nhà tôi thì mới đi đâu đó, còn thằng Quân thì vô điền trang rồi. Mấy khi anh ghé chơi, ở lợi ăn với tôi bữa cơm nha. Đúng rồi, tôi cũng tính ghé ông ăn chực một bữa đó. Ông Thường vui vẻ hô gia nhân làm cơm đãi khách. Ai cũng biết ông Hương cả là cha của quan tri huyện, cho nên hết sức kính trọng. Ông Thường tuy không nói gì, nhưng trong lòng cũng tình nghi ông Hương hôm nay ghé là để tìm hiểu về 24 cây nguyệt quế nhà ông. Nên biết cái gì, ông đều kể ra hết. Bà Kiều ra chào ông Hương, diện cớ trong người mệt mỏi nên không ngồi lại tiếp khách và cùng ăn cơm. Hai người biết nhau từ thuở nhỏ vì cùng chung một xã. Nhưng từ khi ông Hương đỗ đạt được bổ nhiệm làm quan, rồi bà Kiều có chồng, thì hầu như không còn gặp lại nhau nữa. Ông Hương nhìn mặt bà xanh xao vàng giọt, trong bụng cũng thấy nghi ngờ, nên nói chuyện với ông Thường mà mắt vẫn luôn dõi theo bà. Thấy bà nhìn thầy Năng xăm xôi gốc nguyệt quế mà đôi mắt hiện rõ vẻ bất an, mấy lần đứng lên ngồi xuống muốn la thằng nhỏ, nhưng nể mặt ông Hương rồi lại thôi. Dọn cơm lên, ông Thường kêu thầy Năng vô dùng cơm, nhưng thằng bé nói: "Ôi, con ăn đâu, bà con nói không được ăn cơm của người lạ." Ông Thường ngạc nhiên đưa mắt ngó sang ông Hương. Ông Hương thì hiểu rõ, mặc chung không phải người trần thế thì đâu thể ăn uống như bình thường được. Thầy Năng sắp lại gần ông Hương, ngã vào lòng ông nũng nịu: "Ông với mọi người ăn cơm đi nha, con đi vòng vòng chơi chút rồi quay lại liền." Coi chừng đi lạc đó nghe không. Trời ơi, dễ gì con lạc không. Được ông cho phép, thằng bé vụt nhanh đi ra ngoài cổng. Mâm cơm chỉ có hai ông bạn già. Đến khi xong bữa cơm, chưa kịp bài nước ra, thì gia nhân của ông Thường bên ngoài chạy vô bẩm báo là có một đạo sĩ muốn gặp mặt ông bà phú hộ. Thật ra ông Thường rất mừng, nhưng có sự hiện diện của ông Hương cho nên e ngại. Vậy mà chưa kịp từ chối thì đã thấy một vị trung niên mặc áo đạo sĩ đủng đỉnh đi vô. Ông Hương nhìn ra đó là Mạc Chung nên kính đáo mỉm cười, chẳng đặng đừng. Ông Thường mới mời đạo sĩ ngồi cùng bàn trà, rót nước mời hai người. Ông Thường hỏi: "Chẳng hay chân nhân từ đâu tới? Bữa nay ghé tệ xá, ắt có điều chi dạy bảo chăng?" Đạo sĩ vòng tay cúi chào rồi từ tốn trả lời: "Dạy bảo thì không dám, nhưng tại hạ vô tình đi ngang qua đây, thấy gia đình có âm khí quá nặng nên là muốn ghé xem có chuyện gì, hy vọng giúp được cho gia chủ. Dám xin ông Phú đây cho tại hạ gặp bà Phú một phen nghe." Ông Thường thấy lo lo trong lòng, nhưng trước mặt ông Hương lại không dám từ chối, nên mới sai gia nhân kêu bà ra. Bà Kiều nghe tới đạo sĩ thì vừa mừng vừa sợ, vội mời đạo sĩ vào sảnh trong để nói chuyện riêng. Lát sau bà cùng đạo sĩ đi ra, nét mặt ai cũng lộ rõ sự không vui. Bà phú hộ ngó qua ông Hoàng,
bỗng chốc muốn tìm cách đuổi khéo ông về, nhưng ông đã vội nói trước. Cái chuyện này đáng lẽ tôi không có nên nán lại đi nghe, nhưng vì thằng cháu nó chưa quay lại nên tôi không có dám vậy. Lỡ lạc mất đứa nhỏ không biết ăn nói sao với bà của nó. Bà Kiều chưa biết nói sao thì đạo sĩ đã lên tiếng trước. Điều này đã không còn gì là bí mật nữa đâu, bởi vì đã có người tố cáo lên trên rồi. Kiếp nạn này của bà phù hộ sẽ không tránh khỏi đâu. Mặc dù vừa rồi bà đã giải thích, nhưng mà lý lẽ bà đưa ra đó thật là khó chấp nhận. Ông Thường lườm mắt ngó bà, rồi khẩn trương hỏi đạo sĩ. Chẳng hay là chân nhân có cầu kiến gì để hóa giải hay không? Trước hết đó, xin cho hỏi, ông bá hộ có biết gì về chuyện này hay không? Thưa không, chuyện này là chuyện gì chứ? Đạo sĩ cất tiếng, mỗi một tiếng của ông như một nhát dao chém vào đá, nghe sởn cả da người. Là chuyện những cây nguyệt quế này được tưới bằng máu người. Thật kinh khủng mà. Sống trên đời sao lại có người tâm địa quá ư tàn nhẫn như vậy chứ? Người này đã đi vào con đường chất chồng tội lỗi, bàn tay nhúng đầy máu tươi. Ôi, một con đường không có lối ra mà buộc phải quẩn quanh trong khu vực mình đã gây ra tội ác để chờ ngài nhận trừng phạt. Vừa nói, đạo sĩ vừa đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn bà phú hộ. Những người có mặt ai cũng nhận ra hai tay bà rung lên, giấu trong gấu áo. Ông Thường dù chưa hiểu hết câu chuyện, nhưng ông đã mang máng nhận ra khi nhớ lại những điều mà mợ Hai Liễu đã nói với mình mấy hôm trước. Ông lạnh người đi. Ông rùng mình. Bà Kiều trung trung giọng ấp úng hỏi. Vậy có cách nào hóa giải không đạo sĩ? Đạo sĩ quắc mắt nhìn bà. Chỉ có một cách duy nhất thôi. Đó là bà hãy trả mạng lại cho người bị hại. Bởi vì sau khi hại chết một mạng người, bà vẫn chưa cảm thấy đủ, lại tiếp tục hại thêm một người khác, mà toàn là những người đã cùng bà chia ngọt sẻ bùi, cùng bà chung lưng đấu cật. Tội ác này khó thoát khỏi lưới trời. Bà phú hộ biến sắc, chậm chậm nhìn ra sau lưng đạo sĩ, thấy Liễu sừng sững đưa cặp mắt oán hận trân trối nhìn bà. Sợ điếng cả ruột gan, bà quay mặt sang hướng khác. Thì trời ơi, hướng nào cũng có Liễu đang không chớp mắt mà xoáy vào bà. Khuôn mặt của Liễu từ từ thay đổi. Ban đầu là Liễu của ngày ấy, nhưng rồi trên người cô từng giọt máu rơi xuống, nhiễu đỏ cả mặt đất. Máu lan tới đâu, cô bước lại gần bà thêm một bước. Bà quảng kinh mà rú lên. Đừng con dâu à, đừng tới gần má, má biết mình sai rồi. Đúng lúc bà kêu thét như vậy thì cậu Hai Quân về tới. Kịp nghe má mình nói mấy câu, anh vội bước tới nắm lấy tay bà mà giật giật. Má vừa nói cái chi vậy? Má đã làm gì Liễu rồi hay sao? Bà Kiều mắt vẫn dán chặt vào Liễu, tay níu lấy tay con trai mà khóc ròng. Con dâu à, nể tình chồng con mà tha cho má đi Liễu ơi. Hai mắt phừng phừng lửa giận, Quân trích lên. Con hỏi má, má đã làm gì Liễu? Má nói cô ấy bỏ trốn mang theo tư trang, mà còn lấy đi một số vàng bạc châu báu kia mà. Bà Kiều như không nghe Quân nói gì, cứ đảo mắt nhìn theo bóng lưng của Liễu chập chờn qua lại trước mặt mình. Bà cứ lải nhải trong miệng. Là do thằng Lục xúi biểu má, chứ làm sao má dám gây ra chuyện động trời này. Con ơi, con thương chồng con, thương gia tộc nhà mình, thì hãy trả mọi thứ về nguyên vẹn nghe con. Liễu nghiến răng trích lên. Chỉ một mình bà nghe.
trả mọi thứ về nguyên vẹn được hay sao? Vậy bà có thể trả mạng lại cho tôi hay không? Đạo sĩ nhìn qua rồi quay lại ông Hương mà nói với ông Thường: chuyện này bây giờ không thể bưng bít được nữa, bởi vì đã có người đánh trống kêu oan trên quyện nhà rồi. Có mặt ông Hương là phụ thân của quan tri huyện ở đây, thiết nghĩ ông Hương cũng nên vào cuộc để giảm thiểu tối đa nghiệp chướng. Ông Phú Hộ thì nên phối hợp với ông Hương. Bà Kiều nghe mấy lời này thì bỗng chốc như thức tỉnh. Bà ta gầm lên: Ông là ai? Từ phương nào tới? Chẳng phải đạo sĩ là trừ yêu diệt ma hay sao? Ông lấy tư cách gì mà xen vô cái vụ này? Cứ như mình là quan phụ mẫu vậy. Còn ông Hương cả thì đâu có quyền hạn gì ở cái xã này mà ông kêu ông tham dự vào. Ông Hương nhếch môi, giằng mạnh tách trà xuống bàn. Đúng vậy, bà nói không có sai. Lẽ ra ta không nên tham chính vào chuyện này. Nhưng mà bà đừng quên, bà, Thị Nở và Thị Liễu là người ở xã ta. Nở đã tố cáo hành vi của bà lên quan huyện rồi. Ta đương nhiên phải mở rộng điều tra, giúp con trai ta nhanh chóng phá vụ án này. Nếu bà không có liên quan gì thì việc gì phải sợ hãi như vậy chứ. Những lời gian xin cầu khẩn bà nói với con dâu là do đâu mà ra? Rồi ông quay sang ông Thường: đề nghị ông Phú Hộ cho đòi tên quản gia Lục. Một lát sau, gia nhân vào báo rằng: dạ bẩm, ba hôm nay cũng thấy quản gia Lục, người nhà của ông ta đang ra sức tìm kiếm á. Ông Hương quắt mắt ngó bà Kiều: bà lại giở trò gì rồi phải không? Tôi giở trò gì? Mấy hôm nay tôi cũng có gặp nó đâu. Ông Hương nhìn qua đạo sĩ, ngó tới mặt chung dùng ngón tay cái bấm vào đầu những ngón còn lại, nét mặt đăm chiêu. Đạo sĩ im lặng một chốc rồi nói: Kiều gia nhận xuống hầm bí mật ở trong căn phòng sổ sách mà dắt quản gia Lục lên. Bà đã cho người truy sát hắn, nhưng hắn có hồn ma của cô Liễu che chở để mà chờ ngài vạch mặt bà đó. Ông Thường và Quân kêu lên: trời ơi, có hầm bí mật trong phòng sổ sách sao? Chính tại tôi thiết kế cái nhà này, sao tôi lại không biết có hầm bí mật chứ? Chỉ một thoáng, ông Lục được giải lên. Ba ngày bị nhốt trong phòng kín mà trong ông không có vẻ gì khiếp sợ hay thay đổi sắc diện. Vừa thấy ông Hoàng và Phú Hộ Thường, quản gia Lục đã quỳ xuống chỉ mặt bà Kiều mà rằng: tất cả là do bà. Bà đã khiến tôi trở thành tội nhân thiên cổ vì tôi lầm tin bà. Chuyện bà làm thật không ai có thể tưởng tượng ra nổi rồi. Hôm nay tôi sẽ khai hết rồi chịu tội mình làm. Trừng phạt sau tôi cũng cam tâm. Nhưng xin hiểu cho rằng tôi hoàn toàn không có ý định giết người. Mợ hai sẽ làm chứng cho tôi. Hiện tại mợ đang có mặt ở đây đó. Được rồi, người kể ra đi, ta tin người. Hai tháng trước, ông Lục, quản gia nhà Phú Hộ Thường, chết sững khi nhìn cái xác của mợ hai Quân teo tóp quắt quýu tựa sát vào chân tường. Hai chân ông run rẩy. Là tại mình sao? Mình đã tiếp tay cho kẻ ác hại chết người phụ nữ này. Đây là Liễu, mợ hai của nhà ông Phú Hộ Thường. Tuy bây giờ nhìn bộ dạng kinh dị như vậy, nhưng cách đây mấy năm là một cô gái sắc nước hương trời. Cô là con của một gia đình bình thường trong cái xã kế bên thuộc phạm vi cai quản của ông Hương Hoàng, cùng xứ với mẹ chồng. Cậu hai con trai độc đinh của Phú Hộ Thường đã phải lòng Liễu
và mặc cho sự phản đối quyết liệt của bà lớn mẹ mình, Hai Quân vẫn nặng nặc đòi cưới. Khi về làm dâu hào môn, Liễu rất ngoan hiền. Bà lớn cũng không tỏ ra khinh thường ghét bỏ gì, giao việc quán xuyến nhà cửa cho con dâu. Quân thì coi sóc ruộng nương mênh mông, không thua gì nhà địa chủ. Cưới nhau 2 năm, vợ chồng vẫn chưa có con. Rồi bỗng một hôm, mợ hai bỏ đi đâu biệt tích, túm theo cả dàn dòng chồng cho, cộng với số bạc mà cô đang quản lý chi tiêu trong nhà. Với thanh thế của phú hộ thường, cộng với sự quen biết của ông và quan tri huyện ở huyện này, mà vẫn không tìm ra Liễu. Gần nửa năm bặt vô âm tính, thì ra Liễu đang bị nhốt trong căn hầm bí mật dưới nền nhà, là văn phòng sổ sách của quản gia Lục quản lý. Mà người biết cô tồn tại nơi đây chỉ có một người nữa, và ông Lục mà thôi. Nhìn cái xác khô đét trước mặt, ông Lục nghe đầu óc của mình quay cuồng. Hằng ngày ông vẫn cho mợ hai ăn uống đầy đủ. Mợ ăn ngấu nghiến thèm thuồng trước mặt ông. Có bị đói khát ngày nào đâu, sao mới đây mà thân thể giống y như bỏ đói lâu ngày vậy? Đang lúc thần trí bất minh, ông nghe tiếng cười lạnh lẽo vang lên sau lưng mình. Quay lại, ông thất kinh kêu lên 2 tiếng. Mợ hai! Phải, Liễu đang đứng trước mặt ông. Nhan sắc diễm lệ như hồi Quân trước cô vào cửa chính. Thấy vẻ hoảng sợ của ông Lục, Liễu nhoẻn miệng cười duyên dáng. Sao nhìn thấy tôi mà sợ quá vậy ông quản gia? Trước nay tôi có tệ bạc với ông hay không? Tôi cho ông đem đồ ăn dư thừa về nuôi heo nuôi gà. Con ông bệnh tôi cho tiền chạy chữa. Vậy mà gặp lại tôi, ông quảng hồn quảng vía là sao? Tôi làm hại ông hả? Hay là ông có lỗi gì với tôi? Ông Lục thụt lùi mấy bước, há miệng mà không nói được. Ông quay sang cái xác kia thì vẫn còn thấy ngồi đó. Vậy đâu là người thật của Liễu? Quá hoảng sợ, ông quỳ mọp xuống, dập đầu lia lịa mà miếu máu. Trầm lại mợ hai, ngàn lại mợ hai. Dạ này không có cố ý làm hại mợ, chẳng qua là do bị ép buộc. Nếu linh thiêng, xin mợ trừng trị kẻ chủ mưu. Dạ là phận tôi tớ, chỉ biết làm theo mệnh lệnh chủ nhân thôi. Vậy ông có dám đứng ra tố cáo người chủ mưu sai khiến ông hay không? Không, không mợ ơi. Tôi làm công cả đời cho cái nhà này, gia đình tôi cũng nhờ ông bà phú hộ mà sống. Tôi tố cáo thì chắc bị trừng phạt thê thảm lắm mợ hai ơi. Vậy sao lúc nãy ông kêu tôi muốn trừng phạt thì trừng phạt kẻ chủ mưu? Mấy tháng nay tôi bị nhốt ở đây, hằng ngày ông tới lui rút máu tôi, miệng mồm ông kín như bưng. Tôi có biết ai là chủ mưu đâu mà trừng phạt chứ. Tôi chỉ biết dù tôi có năn nỉ như thế nào, ông vẫn lạnh lùng làm theo lời họ. Vậy ông kêu quan là kêu làm sao? Thôi tôi tính như vậy, tôi vẫn để cho ông sống. Hằng ngày rút máu của ông đem lên cho chủ nhân của ông dưỡng nhan. Nhưng mà ông phải cho tôi mượn cái thân của ông đi tới đi lui. Vậy hả ông Lục? Ông Lục đập đầu xuống đất bơm bớp, vừa khóc vừa kể. Mợ hai ơi, thân phận tôi tớ, chủ sai gì làm nấy. Biết là đắc tội với mợ, nhưng không thể đắc tội với bà lớn được. Mong mợ suy xét mà tha thứ cho tôi. Liễu chỉ tay lên mặt ông Lục rồi rít lên. Vậy là ông xác định bà lớn hại tôi đúng không? Ông dám tố cáo bà ta hay không? Đừng mà mợ hai, làm như vậy
là đẩy cả gia đình tôi vào chỗ chết đó. Ông chưa dứt lời thì cái xác co quắp của Liễu đã đứng bật dậy, thân thể cứng đờ nhảy nhảy đến bên ông như cương thi, cái miệng thụt vào bên trong, hàm răng nhe ra ngoài, tiếng nói thè thé nghe rất rùng rợn. Mày sợ ảnh hưởng gia đình mày mà mày nỡ hại người ơn của mày. Mày nhốt tao ở đây, hằng ngày rút máu tao để cho chủ nhân của mày pha nước tắm gội làm đẹp da. Trên đời có thứ thuốc như vậy hay sao? Mày bị gạt mà mày không hay, hay là chính mày muốn gạt tao? Mày nghĩ máu tao đem lên cho bà làm canh uống sau bữa ăn? Thứ uống máu người ghê tởm như vậy mà mày lại trung thành phục dịch. Mày đáng tội chết lắm. Nhưng giết để cho mày chết dễ dàng thì không dựa cái bụng tao. Mày phải bị trả giá. Từ nay hãy coi tao trả thù. Tao sẽ bắt mày câm miệng vĩnh viễn, đứng nhìn tao trả thù chúng bay mà không phản kháng được một lời. Nghĩ mà ghê rợn quá. Tại sao cùng là người với nhau, nỡ đành mỗi ngày trút một ly máu để uống chứ? Vậy mà mày cũng đành lòng để tao chết lần chết mòn. Mày nghĩ ngày ba bữa cơm thì máu trong người tao sẽ cung cấp cho bà ta uống cả đời hay sao? Sao mày không lấy máu vợ con mày cho bà uống, bồi dưỡng cho chúng trắng trẻo mập mạp để đủ máu cung cấp cho cái miệng quỷ kia? Không nỡ chứ gì. Vậy thì cứ yên tâm, tao sẽ giúp mày thể hiện sự trung thành. Liễu nhảy nhảy tới, khỏ cơm cớp vô đầu ông Lục. Thứ ngu như trâu vậy, không biết dòm ngó phán xét. Ngày mày đi qua đi lại Hàng Nguyệt Quế, triết trội chai cái lỗ mũi rồi sao? Mày không hiểu sao Nguyệt Quế lại trổ bông đỏ chứ gì? Mày cũng không biết tại sao lại có mùi tanh phải không? Tưới bằng máu thì ra bông đỏ như máu chứ. Mà bây giờ tao khóa miệng mày lại, mày không nói được gì nữa hết. Mà có muốn nói cũng đâu có được. Mỗi ngày bắt vô đây cho tao con gà, tao phải ăn sống nó đặng có máu cho mày đem dịa dâng lên bả chứ. Đừng tưởng tao chỉ là cái xác mà không mận được gì nghe. Tao cũng không cho phép mày ra hiệu với bả là tao chết rồi. Mỗi ngày cũng tới đây như thường, tao hù bả dài bận rồi sẽ cho bả gặp mặt. Mày ngoan ngoãn nghe lời tao thì quả mai tao cho mày sống lâu một chút. Bây giờ thì tự đi mà kiếm máu bù vô cho bả đi. Kiếm đâu thì mặc kệ mày. Lẹ đi, để tránh tao còn đổi ý đó. Ông Lục lật đật đứng dậy, quay sang cô Liễu xinh đẹp vẫn còn đứng nhoẻn miệng cười duyên. Ông sợ muốn xón đái. Cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới thấy cảnh hải hùng như vậy. Một mợ hai chết thành con ma xấu xí, cũng một mợ hai đó lại thành một con ma xinh đẹp, mặt mày nhân hậu y như hồi còn sống. Ông bị quả báo rồi, bây giờ phải làm sao? Với người thì còn trốn tránh được, chứ ma thì làm sao mà chạy thoát đây? Bí quá không biết làm sao, ông Lục chén ống quần cắt một cái, hứng một ly đầy máu, rồi bưng ra ngoài, vừa ngoái cổ nhìn lại hai con ma, muốn mở miệng năn nỉ mà không nói ra thành tiếng. Có điều ông ngạc nhiên lắm, vì mà con ma xấu nói lấy máu của nó để tưới Nguyệt Quế chứ? Bà lớn hết chuyện chơi rồi hay sao mà bất nhân như vậy? Vợ chồng ông Lục làm công cho gia đình ông Phú Hộ từ hồi còn trai trẻ. Ông thường nhân đức nên lúc nào cũng đối đãi với ông như người nhà. Bà lớn cũng vậy.
Cho nên khi bà lớn cho biết bà bị bệnh nan y, có một đạo sĩ nói rằng mỗi ngày phải uống một ly máu trong vòng 6 tháng mới tiệt căn, mà phải là máu của người thích hợp mới được. Vậy là bà nói chỉ có máu của Mợ Hai Quân mới có thể giúp bà hồi phục. Mợ Hai Quân hiền lành, chịu mang tiếng oan khuất một hồi, rồi khi hiểu ra cũng sẽ tha thứ cho bà. Cho bà dụ Mợ Hai xuống hầm, nhốt lại, tri hô Mợ Hai bỏ trốn. Dặn ông không được nói gì với Mợ Hai, mỗi ngày lấy một ly máu và cho ăn đồ ngon để bồi dưỡng. Sau 6 tháng sẽ thả Mợ Hai nguyên vẹn trở về. Bà đích thân giải thích với Mợ và hai người đàn ông trong nhà. Ông Lục trước nay kính trọng bà lớn cho nên tin tưởng, ngờ đâu là vô tình hại chết người như vậy. Hồi biết bà lấy máu của Mợ Hai để uống cho trẻ mãi không già, ông đã quẫn lắm rồi. Nhưng bà buộc ông không được nói ra, nếu không thì tai họa sẽ giáng xuống đầu gia đình ông. Từ sự thương cảm chuyển sang ghê tởm, ông có vợ và đến 6 người con. Lúc nào cũng muốn con mình thoát khỏi phận tôi tớ nghèo hèn, nên cố gắng cho chúng ăn học. Vì vậy ông ra sức nịnh bợ bà lớn, dù Mợ Hai cũng tốt với ông lắm. Nhưng ông giận mình quá, tại sao lại tiếp tay để hại chết người hiền lương như vậy chứ? Nếu như ông lấy máu gà máu chó thay vô thì sẽ giữ được mạng sống của Mợ Hai và ngầm báo cho cậu Hai cứu Mợ ra ngoài. Quỷ ám hay sao mà ông lại răm rắp làm theo lời bà lớn như vậy? Người ta đi uống máu đồng loại để làm đẹp, có phải là quá ác nhân thất đức rồi hay không? Mà ông đã trực tiếp giúp họ làm nên cái chuyện như vậy. Nhưng tưới máu cho cây nguyệt quế là sao? Lẽ nào bà lớn đem máu của Mợ Hai tưới cho hàng cây đó? Có thể lắm chứ. Vì vậy mà nguyệt quế ra bông đỏ thay vì bông trắng, có mùi tanh hôi chứ không bát ngát thơm như trước. Sao mà ông không nghe ra? Hay tại ông tiếp xúc với máu người hàng ngày nên mũi ông bị chết muội rồi? Tối hôm đó, ông Lục không vào trong phòng giam giữ Mợ Hai nữa. Ông sợ quá. Nhưng mỗi ngày ông đều lén cắt cổ một con gà mang vô phòng rồi bưng lên cho bà lớn. Suốt ngày ông không mở miệng nói một tiếng nào, cứ lầm lũi ra vào tính toán sổ sách, hiếm khi tiếp xúc với ai. Nhưng ông đã nhìn ra được sự thật rằng không có cái việc phải dùng máu người thích hợp. Hơn tháng nay không có máu người mà chỉ có máu gà, bà lớn vẫn không phát hiện ra. Vậy có nghĩa là bà ta muốn giết Mợ Hai để lấy máu tưới nguyệt quế. Thật quá kinh khủng rồi. Ông vẫn chưa hiểu vì sao Mợ Hai kêu ông khoan cho bà ta biết rằng Mợ đã không còn. Nhưng thôi, bây giờ ông lực bất tòng tâm rồi. Mợ không còn là người nữa mà đã là ma, sao lại dám phản bội lại ma chứ? Giả chăng Mợ Hai nói nếu ông giúp Mợ che giấu chuyện này thì Mợ sẽ giảm nhẹ tội trạng của ông lại, chủ yếu là trừng phạt kẻ chủ mưu mà thôi. Bây giờ ông chỉ muốn có ngày thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này, dẫn vợ con đi nơi khác để quên đi cái quá khứ ma quái luôn ám ảnh lấy ông như vậy. Một bữa, bà lớn hỏi ông. Lúc này nó sao rồi ông Lục? Tự nhiên ông cũng ngạc nhiên, sao mình có thể trả lời suôn sẻ, không dấp dáp hay run sợ gì? Dạ thưa bà, Mợ Hai vẫn ăn uống bình thường, có phần mập mạp đẹp đẽ hơn trước, nên máu đỏ hơn. Bà lớn quắc mắt nhìn ông. Không được kêu nó bằng Mợ Hai, cũng không nên cho bất kỳ ai biết nó còn sống ở trong nhà này, biết chưa? Dạ biết rồi thưa bà. Nhưng hôm nào bà cũng nên tới thăm cô ấy đi, cậu cũng muốn gặp bà lắm. Gặp tao mần cái gì? Đang chửi bới hay gian xin tao thả nó ra hả? Thằng con tao khổ sở chưa nguôi, nhưng mà rồi nó sẽ quên. Tao cưới con ông địa chủ cho nó, chỉ chờ nó chết, lôi dứt ra ngoài, rồi đem về làm đám cho nó là xong rồi.
Ông Lục thấy mình sao mà kinh ghét bà quá đổi, nên nhếch miệng cười nhạt. Vậy sao hôm rồi bà lớn nói đủ 6 tháng sẽ thả mợ hai ra và đích thân giải thích với mợ? Tình hình này coi mồi bà không muốn mợ tồn tại nữa rồi. Vậy tôi phải ăn nói sao với mợ hai đây? Nói cái gì mà nói? Bộ mày điên rồi hay sao? Thả nó ra đặng nó đi tố cáo tao cho gia đình này tàn rủi hả? Cần gì mợ hai phải tố cáo? Hàng Nguyệt Quế của bà đã tố cáo bà rồi. Mày nói cái gì đó? Thôi, xuống lấy máu của nó lên cho tao liền. Ông Lục cũng không thèm đôi co làm gì, cũng không nói với bà là mợ hai đã chết, vì ông tin cô sẽ nhanh chóng tìm bà ta để đòi mạng mà thôi. Nhưng mà chiều lại, ông lại lên gặp bà. Lần này không có đem máu mà trung cầm cập, đớ cả lưỡi. Bà ơi, mợ hai chết rồi. Chết nhìn thấy kiếp đảm lắm. Chỉ còn bộ xương và cái lưỡi thôi. Mới hồi sáng tôi còn thấy mợ mập mạp tròn trĩnh đây mà. Bà Kiều đang cầm ly nước tạt thẳng vào mặt ông Lục. Mày nói ai tin hả mày? Vậy bà xuống hầm cứ coi thử đi. Thôi tôi sợ rồi, tôi không dám xuống dưới nữa đâu. Sợ cái gì? Chết rồi thì thôi, chứ hiện hồn nhát được hay sao? Tối nay lôi nó ra ngoài, quả thiêu nó cho tao, phi tang triệt để dấu vết của nó đi. Ủa, vậy sao vừa rồi bà nói dứt xác ra đường rồi đem về làm đám? Bà nói hai lời như thế này, từ nay làm sao tôi tin bà nữa đây? Tin hay không thì kệ xác mày, đi chuẩn bị rồi lôi nó ra giường đốt trụi cho tao. Mợ ấy sẽ tìm bà đó. Nó ngon thì cứ tìm, thì tao mới sợ. Nhưng ông đã không đốt liễu, bởi vì liễu đã có thể tự mình rời khỏi căn hầm bí mật đó. Ông Lục theo lời cô, chất đầy một đống củi rồi phát hỏa lên. Người trong nhà chạy ra hỏi đốt cái gì, thì ông nói đốt mớ cây khô đã mục rữa, lâu ngày mối mọt ăn rỗng ruột hết rồi. Hai hôm sau, bà Kiều kêu ông Lục lại cho bảo rằng: tao nhốt con liễu vô hầm rồi, mày lập tức lấy máu của nó đem lên cho tao. Không không, tôi không làm chuyện thất đức như vậy nữa đâu. Cái thằng này, tội tao chịu chứ bộ mày chịu hay sao? Mày chỉ làm công ăn lương thôi mà, nghe lời tao á thì sẽ dinh thân phì gia, bằng cãi lại thì không còn một mạng đâu biết chưa. Ông Lục kinh hoàng sập xuống mà xá dài. Bà lớn ơi, trước nay bà sống hiền lương nhân hậu, sao bỗng dưng lại thay đổi tính tình vậy bà? Tội này ông bá hộ mà biết thì sẽ không tha cho bà đâu. Sao mà ông biết được? Ông biết là do mày. Mày coi chừng cái miệng của mày đó. Cái miệng kín mới giữ được mạng những người trong gia đình, biết chưa? Nhưng mà chị Nở là người hầu thân tín của bà, đã theo bà từ hồi còn trẻ, sao bà Nở nhẫn tâm vậy chứ? Tao phải làm sao đây? Nếu có người thích hợp thì việc gì tao phải bắt nó chứ? Không có nhiều lời nữa, lập tức câm họng từ nay. Mà mày cũng đừng hòng đem máu gà máu chó thay thế. Chỉ có máu con Nở mới cứu được đám Nguyệt Quế của tao thôi. Bà ơi, cây cối quý hơn sinh mạng người hay sao? Bà không nhận ra, từ sau khi tắm máu cho nó thì nó đã trở thành loại cây quỷ quái rồi hay sao? Tao kêu mày im miệng, lập tức làm theo lời tao. Sao mày cứ lải nhải hoài vậy? Ông Lục quá sức đau buồn. Ông chỉ sợ người nhà mình bị liên lụy, chứ bản thân ông đã tiếp tay với tội ác thì đáng bị trừng trị lắm. Nhưng sao mà ông nỡ ra tay với bà Nở chứ? Từ ngày về đây, vợ chồng ông và bà Nở thân như thủ túc. Ông luôn nghĩ Nở là tay chân thân tín của bà chủ, có ngờ đâu lòng người nham hiểm khó dò như vậy. Rồi sau khi bà Nở chết đi, ai sẽ là nạn nhân tiếp theo đây?
bà ta làm đủ thứ chuyện, nhưng có thay đổi được gì Nguyệt Quế đâu, mà càng ngày nó càng trở nên khủng khiếp với những chuyện sau này chứ. Tối hôm đó, mang khuôn mặt ủ dột cùng với một tâm trạng ngổn ngang, ông định bụng sẽ giải thoát cho bà nở, nhưng không biết đưa bà ra bằng cách nào. Mai sao bên cạnh bà lại có mợ hai. Vừa thấy ông, mợ hai hiền lành như thuở trước, chứ không phải là con ma cương thi đã mắng chửi ông. Buồn bã đưa mắt nhìn ông khi đang ôm lấy bà nở trong tay. Đại ông biết bà ta kinh khủng rồi chứ, nhất định không để bà toại nguyện được. Bây giờ ông mở cửa hầm đi, tôi dắt dì nở ra. Sau khi rời khỏi đây, dì nhớ đi thẳng lên quyển đường, đánh trống kêu quan. Chỉ nơi đó mới giữ được mạng của dì. Dì hãy kể hết cho quan quyện nghe về những điều mà nãy giờ con đã nói với dì. Con thì coi như xong rồi, nhưng dì thì phải sống để trả thù cho con. Nghe dì. Bà nở nắm chặt tay Liễu, hít một hơi dài, cam bảnh ra, vẻ mặt căm thù. Sống bên cạnh bà ta mấy chục năm, thân như chị em ruột, vì thật không ngờ con người của bà đã quá sức tàn ác như vậy. Hại chết con rồi, tội nghiệp cho hai quân biết là bao nhiêu. Nếu nó biết những việc làm này của má nó, chắc nó còn đau lòng hơn cả cái chết. Con yên tâm đi Liễu, vì nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho con. Được rồi, dì đi nhanh đi. Con sẽ ra mặt nhát bà ta, để bà không tập trung cho dì tẩu thoát dễ dàng. Ông Lục biết ngã tắt nào, tránh cửa chính có nhiều người nhìn thấy, thì dắt dì nở đi đi. Chuyện đối phó với bà lớn cứ giao cho tôi. Quản gia Lục kể tới đây thì dừng lại, môi mím chặt nhìn bà Kiều, đầy vẻ oán hận. Đây là tất cả sự thật. Ông Phú Hộ và cậu hai không ngờ phải không? Đúng vậy. Làm sao hai người ngờ được, núp sau cái vỏ bọc hiền lành nhân đức đó là một con quỷ khát máu, con quỷ đội lốt người. Bà Kiều lúc ấy bị tấn công tới mức điên loạn, không còn lo sợ gì nữa. Bà ta gầm lên. Quản gia Lục, uổng công tao tin tưởng mày bao lâu nay, vậy mà mày nỡ đặt điều bôi nhỏ danh dự của tao như vậy. Mày nói ra có ai tin hay không? Tao thương dâu tao, tin tưởng gì nỡ như thế nào, tất cả mọi người đều biết. Các người toa rập với con Liễu để cướp cái nhà này, rồi lợi dụng mấy cây nguyệt quế đổi màu qua mà vu khống tao. Thì ra côn trùng sâu bọ dưới gốc cây là bọn chúng bày ngụy tạo ra để cho bốc mùi hôi thối, hòng đổ cho tao cái tội tưới máu người vô cây. Chuyện như vậy mà cũng bịa đặt ra được, nghĩ có buồn cười hay không? Mình à, mình tin tôi chứ. Tôi làm vợ mình mấy chục năm, đã từng có lần nào làm chuyện thất đức, làm chuyện sai quấy sau lưng mình hay chưa? Ông Thường nghiêm mặt. Quả đúng là tôi chưa từng nghe. Nhưng mình giải thích sao về vụ con Liễu hiện hồn về kêu quan đây? Nó cố tình bỏ trốn theo trai, bị chúng hãm hại tới chết, nên muốn về báo hại cái nhà này cho mình tàn rủi. Thứ người gì mà tâm địa bất chính như vậy? Tôi chưa truy cứu nó, chưa đem chuyện nó lấy vòng vàng bỏ trốn, vì tôi nghĩ tới con trai tôi. Nó đã đủ đau khổ rồi, vậy mà con khốn đó còn không biết ơn, không nhận sai còn làm ra cái chuyện như vậy. Mua chuộc con nở lên quyện đường vu khống tôi. Mình làm chồng thì nên binh vực tôi chứ. Đạo sĩ nghe bà ta biện hộ kêu oan thì nhếch môi cười. Khá lắm bà Kiều, bây giờ thì ai cũng sai cả,
chỉ mình bà đúng thôi. Nhưng bà đừng quên tôi là pháp sư, tôi có thể nhìn thấy và gọi hồn ma về được. Để coi bà trả lời sao với thị liễu đây. Không phải lúc nãy bà đã nhìn thấy và biết cô liễu đang hiện có mặt ở đây sao? Thôi được rồi, ra mặt được rồi đó mợ hai à. Người đạo sĩ gọi như vậy ai cũng thảng thốt. Bỗng đâu 24 cây nguyệt quế ở dưới khí trời mát mẻ, chỉ có làn gió nhẹ mơn man chợt trung lên bần bật. Tất cả như muốn bật gốc, nhảy chồm ra khỏi chậu cây. Gia nhân và những người liên quan ngồi trong đại sảnh đều thất kinh. Càng hải hùng hưng khi thấy trên ngọn của hai hàng nguyệt quế là 24 nhân ảnh y hệt nhau của liễu. Những nhân ảnh ban đầu xuất hiện mờ nhạt, sau đó rõ dần, rồi gom lại chỉ là một người, từ từ bước xuống, chân không chạm đất mà thông thả đi vào đại sảnh. Bà Kiều lúc đó hồn phách hoảng loạn, ú ớ không nói thành tiếng. Liễu quỳ xuống trước mặt ông Thường và ông Hương, khấu đầu, giọng nói nhẹ như hơi gió. Những điều đạo sĩ và quản gia Lục nói đều là sự thật. Bà ta gọi con đi theo bà xuống căn hầm bí mật, nói với con đó là nơi cất giấu vàng bạc tài sản của nhà họ Trần. Chỉ có ông bà và con biết thôi, ngay cả chồng con cũng không biết. Rồi nhưng lúc con sơ ý, bà bỏ đi, khóa căn hầm lại, nhốt con trong đó, không nói một lời. Tối lại, quản gia Lục đem cơm cho con ăn, nói là bà ta mắc bệnh khó chữa nên mỗi ngày phải uống một ly máu thích hợp, chỉ cần duy trì được 6 tháng sẽ tuyệt căn. Bà nhờ quản gia nói lại với con, bởi bà khó mở lời. Con nói nếu như đó là sự thật, cần chi bà ấy phải nhốt con lại. Nếu con biết, con sẽ tự nguyện hiến máu để bà chữa bệnh, đó là phận hiếu của dâu con mà. Ông Lục cũng không giải thích nổi, chỉ đoán mò là bà sợ ông với cậu hai biết sẽ ngăn cản. Mọi người nghĩ xem, mỗi ngày rút ra một ly máu, thân thể của con đầy những vết cắt. Dù có được bồi dưỡng cao lương mỹ dị, nhưng sức cười làm sao chịu nổi sự hành hạ về thể xác như vậy. 4 tháng sau cái ngày bị nhốt và lấy máu, con đã chết. 4 tháng chưa từng thấy mặt trời. Đến khi thành ma rồi, thoát ra ngoài, con mới biết bà ta dùng máu của mình để tắm cho hàng nguyệt quế. Vậy là nỗi căm hận không thể diễn tả được bùng cháy trong người con. Chưa kịp trả thù thì một lần nữa bà ta giở trò đó với dì Nở. Thật không thể nhịn được, dì Nở với bà ta tình tỉ muội nặng hơn nghĩa chủ tớ. Bà ta vì những cây nguyệt quế ma quái đó mà hại chết người thân không rơi một giọt nước mắt. Có thể không trừng phạt bà ta sao? Nghe bà ta nói với ông Lục là lôi xác con trai đốt phi tang, khi mà trước đó đã hứa với ông ấy sẽ chôn cất đàng hoàng. Con cũng hận ông Lục lắm, nhưng suy cho cùng ông ấy bị chủ khống chế, vậy là con với ông mới hợp tác giải cứu dì Nở, để dì lên quyện nha mà tố cáo bà ta. Chuyện đã như vậy rồi mà còn cố cãi chối. Hai hàng nguyệt quế này, sau khi bà ta đền tội thì nó sẽ trở về như xưa, sẽ là phong thủy tốt nhất cho nhà họ Trần. Cha yên tâm. Rồi cô quay sang Quân, hai hàng nước mắt chảy dài. Cô nghẹn ngào. Mình à, em cảm ơn mình luôn tin em không phải là Phượng Lan chả. Em không có trộm cắp vàng dòng để bỏ theo nhân tình. Từ ngày về làm vợ mình, em một lòng một dạ chung dáng cho gia đình này, toàn tâm toàn ý yêu thương mình.
Và em cũng biết mình rất thương yêu em. Sự mất tích của em đã khiến cho mình đau khổ nhiều lắm. Nhưng mà âm dương đã cách biệt, duyên nợ của đôi ta chỉ có nhiêu đó thôi. Mình hãy quên em mà tạo dựng một cuộc đời mới. Em sẽ ở bên cạnh mà phù hộ cho mình. Đừng chìm đắm trong khổ đau nữa. Đời người có được là bao lâu đâu mình. Quân bậm chặt môi. Anh không khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoe, nhẹ nhẹ gật đầu. Anh dịu dàng nói: anh không có lời nào để biện hộ cho tội ác của má. Thôi thì hãy để quan trên xét xử công bình. Mình chết oan ức như vậy, anh thực sự quá sức đau lòng. Nhưng dù sao thì chuyện cũng đã rồi. Giải quyết xong nỗi oan tình, mình hãy siêu thoát cho anh yên tâm nghe mình. Ông Thường giận dữ đập tay xuống bàn. Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Cả đời sống đường hoàng trong sạch, quỷ tha ma bắt bà hay sao mà lại dở chứng tàn ác như quỷ dữ vậy? Miệng mồm nào mà lên tiếng binh vực được cho bà đây? Thưa ông Hương, tùy ông muốn xử sao thì hãy xử theo đúng phép nước lệ vua. Đừng vì hai chữ nể tình mà bỏ qua cho tội ác. Ông Hương chưa nói gì, yên lặng cảm thông cho ông Thường. Đạo sĩ bây giờ mới lên tiếng: coi như trắng đèn đã rõ, giờ đây tôi xin được phép cáo từ. Nếu tôi đoán không sai thì trong vòng 2 khắc quan tri huyện sẽ cho người áp giải tội phạm về công đường tra xét. Đạo sĩ thông thả bước đi. Ông Hương biết Tú Tài đang sẵn sàng trả tài nặng lại cho ông rồi. Bà Kiều ngồi đó chết trân như xác chưa chôn, thẫn thờ nhìn hai hàng nguyệt quế gió nhẹ nhẹ lay động. Ôi, hai hàng nguyệt quế đẹp một vẻ kiêu hãnh lạ kỳ, khiến cho tim bà xao xuyến. Cuối cùng thì nó cũng được theo ý nguyện của bà rồi. Chỉ có điều bà chắc không thể nhìn ngắm được nó lâu. Đúng như lời đạo sĩ nói, tri huyện Lê Minh Trung cho người xuống áp giải bà Kiều và quản gia Lục lên huyện nha. Ông Hương có xe ngựa riêng của mình đem theo, còn ông Thường thì đi xe ngựa của ông lên xem quan huyện xử phạt. Thầy Năng theo sau những người từ nha môn tới, nhe răng cười với ông Hương. Ông thấy thằng nhỏ vô tư dễ thương lạ kỳ, khác với vị Tú Tài trầm mặc thâm sâu. Ông thật sự hiếu kỳ, sao Mạc Chung lại thích xuất hiện với hai hình dáng đối lập nhau như vậy. Lên xe, thầy Năng dựa vô người ông. Thân thể nó không còn lạnh ngắt như trước. Nó nũng nịu nói: ông biết vừa rồi con đi đâu không? Đi đâu vậy? Con giỏi lắm á. Một mình phóng lên xe ngựa, con cầm cương của nó chạy ù tới nha môn, báo với quan huyện cho người xuống bắt tội phạm á. Hồi ơi, con nhỏ hiếu vậy mà quan huyện nghe tin cái tin liền luôn không? Quan huyện gật đầu, rồi cái con phóng lên xe về đây liền. Quan huyện ngó con mà nể luôn á. Ông, chắc con trai ông ngưỡng mộ con lắm hen. nể dữ thần luôn đó. Ủa mà thầy Năng nè, sao Mặt Chung lại ra mặt với dốc dáng đạo sĩ vậy? Trời ơi, ông không gành gì gáo cội. Phải hiện ra như vậy á, nhiều hình dáng thì mới mốt mới giúp ông dài dài được chứ. Cứ cái bản mặt cũ xì của Mặt Chung thì vừa thấy họ đề phòng rồi, sao lộ chân tướng ra được. Phải ha. Mà thầy Năng nghĩ sao lại lên huyện nha mời quan sai vậy? Trời ơi, dễ ụi à, ông không nghĩ ra sao? Ông tới đây chơi dân phú hộ, có quan sai đi theo đâu. Mà đây cũng không phải là địa phận ông quản lý. Vậy nếu muốn giải họ lên công đường thì ông giải bằng cách nào? Chỉ có cách lên đi kêu huyện quan thôi. Ông thích thú bẹo má rồi xoa đầu thầy Năng. Chà, suy nghĩ cũng chu đáo quá hả? Trời ơi,
thầy nặng thằng này mà ông. Hai ông cháu cười vui vẻ, rồi nó tựa vô mình ông, ngáp mấy cái. Buồn ngủ muốn gụng nụ luôn, ngáp muốn tét họng luôn à. Mà thôi cũng gắng đi coi xử án, coi cái bà phú hộ đó chà hàm tới mức nào chơi. Bà cứ bài hải như mất nàng bố à. Mất gì dễ kiếm, chứ mất nàng bố á, khó kiếm trận ai luôn à. Ông Hương cười ha hả, dò dò đầu thầy Năng. Nè, hồi nhỏ chắc thầy Năng sống vui lắm phải không? Nó liêm diêm cười cười. Cũng không vui gì, bởi vậy nên vợ vui bù á ông. Sống mà không vui thì có ý nghĩa gì đâu phải không ông? Con thấy bà ba già cống vậy mà bà vui lắm, nói chuyện với ai cũng cười hiếp hai con mắt hết rồi. Con thương bà ba, con thì sống hoài mà bà ba thì phải chết. Bà chết rồi đi đầu thai chắc con bụng gụng nụ luôn á. Vậy rồi lâu nay thầy Năng có qua chơi với Lương Quý không? Không hề nghe. Cha nội đó đi từ sáng tới tối mới về. Chả cũng có thay đổi, nhưng mà còn bày hài với dữ tợn lắm, ở dơ sát số. Đi mận về dơ hại dơ cãi vậy đó, mà vô mùng ngủ queo luôn. Còn tính kiếm vợ cho thằng chả mà thúi rùm với ai thèm. Vụ gì chứ vụ đó dễ trị mà. Đúng rồi, nhưng mà con mần biến trị mấy cái vụ ở dơ này lắm. Chợ chả sạch sẽ chút đi, mập mạp một chút, con có chỗ gã chả liền à. Cái vụ này con lãnh rồi mà, ông đừng có lo. Tới huyện đường, tri huyện Lê Minh Trung mời ông Hương và ông Thường ngồi ở bàn khách mời. Đích thân tri huyện chất vấn bà Nữ, ông Lục và cuối cùng là bà Phú Hộ Kiều. Cuối cùng thì ngài tuyên án, trả tự do cho bà Nữ, buộc ông Phú Hộ cấp tiền cho bà sống hết quãng đời còn lại. Ông Lục vì trung thành với chủ mà gián tiếp hại chết người, nhưng xét thấy ông hối hận quay đầu mà đã giải cứu cho bà Nữ, phạt đánh 30 hẹo rồi trả tự do. Bà Kiều tàn độc hại chết con dâu, lại muốn giết luôn người hầu thân tín, nợ máu trả bằng máu, tuyên án tử đi thị chúng. Sau khi bà Nở và ông Lục trình bày, bà Kiều không còn gì biện minh cho mình nữa. Mọi người nhìn thấy vẻ mặt của bà thì ai cũng nghĩ bà đã chấp nhận thua cuộc. Ngờ đâu khi tri huyện tuyên án xong, bà chợt dùng lên, tiến lại trước mặt ông Hoàng, chỉ tay vào ông mà gầm lên. Chính ông, ông đã đẩy tôi vô con đường này. Ông xúi dục tôi lấy máu người tưới cho Nguyệt Quế, vừa đẹp mà vừa làm cho gia đạo hưng thịnh. Tôi ngu dại nghe lời ông, rồi bây giờ chính ông vạch mặt tôi là sao? Đến mức này tôi không che giấu cho ông nữa. Ông Hoàng tái mặt, trợn mắt nhìn bà, vỗ tay xuống bàn giận dữ nói: Điều dân to gan, dám đặt điều du không mệnh quan hay sao? Ta và ngươi có giao tình bao giờ mà lại chỉ bảo ngươi làm cái chuyện thất đức như vậy? Từ lúc ngươi lớn lên rồi lấy phú hộ Thường, ta còn làm quan tri phủ, có tới lui để gặp mặt ngươi bao giờ chưa? Hết chuyện muốn chạy tội lại đổ lên đầu ta sao? Ngươi coi thường luật pháp như vậy đáng bị trừng phạt kiểu gì đây? Hay là đã nhận án tử nên cố tình kéo dài vụ án để hy vọng có phép mạo nào cứu được ngươi hay sao? Ta, tri phủ Lê Minh Hoàng, Hương Cả Hoàng, một đời trong sạch, nhà vua và con dân đều tin tưởng ta. Nay vì bảo vệ cho mình, ngươi dám bôi nhỏ thanh danh của ta như vậy, trị ngươi kiểu gì đây? Ông Thường vội vã chắp tay xá lại ông Hương, khẩn thiết năn nỉ. Ông Hương bất giận: Chuyện đã tới nước này, tôi không còn gì để biện hộ cho vợ mình nữa. Coi như bao nhiêu năm làm phu thê, tôi đã nhìn lầm người. Bà ta đâu phải kẻ điên khùng mà không phân biệt đúng sai, đâu là nặng nhẹ. Biện hộ thế nào cũng là hành vi giết người giả mạng. Tôi tin ông chuyện này không liên quan, xin quan quyện hãy xử phạt đúng với tội danh.
Tri Huyện Trung mím chặt môi, cố dằn cơn giận dữ. Rủi cho bà, ông Hương là phụ thân của ta, tính cách của cha mình ta không hiểu hay sao? Một chuyện phi lý như vậy bà cũng có thể đơm đặt đi vu khống. Cho nên ngoài tội chết, tội sống ta cũng phải trừng phạt bà. Quan sai, trả vào miệng bà ta 100 cái, rồi tống giam vào ngục thất, chờ ngày mai hành hình. Hai quân đau lòng không xiết, bước tới ôm lấy bà trong tay mà rằng: Má ơi, cha con không thể cứu má được nữa rồi. Nhưng má yên tâm, con sẽ mai táng má và xây cho má cái nhà mới đẹp đẽ để má có chỗ đi về. Má không cam tâm, ta thương cả không bị trừng trị, má không cam tâm. Đúng là chúng hùa nhau che đậy tội lỗi của người nhà chúng, bọn tham quan ỷ chức ỷ quyền, má làm ma cũng không buông tha cho chúng đâu. Má ơi, má lại nói bậy cái gì nữa. Xin lỗi ông Hưng, má còn thần trí bất minh rồi, ông nghĩ tình cha con mà bỏ qua giùm cho. Ông Hương nhăn mặt lắc đầu, cảm thấy mình bị hàm oan một cách phi lý. Mãi vẫn không hiểu sao bà Kiều lại nghĩ ra cho cố tình vu khống ông như vậy. Cả một đời thanh bạch, dù biết những lời bà ta nói không ai tin, chỉ là gỡ gạt, nhưng sao ông lại thấy đau lòng đến thế. Ông Hương cả trên đường về nhà, nhìn cảnh vật xung quanh mà thấy cuộc sống sao dễ dàng thay đổi. Nhận thức của ông về một người đã hình thành mấy mươi năm đột nhiên trong phút chốc biến chất hoàn toàn. Nếu không phải ông tự mình nhìn thấy mà nghe ai kể lại, hẳn sẽ cảm thấy sự thật hẳn còn nhiều khuất tất. Tiếc thương thay cho một người rõ ràng biết như thế nào là đúng là sai, biết như thế nào là làm người lương thiện, cuối cùng vẫn buông xuôi trước cám dỗ của bản thân. Nhìn qua vị tú tài hiện đã biến trở lại thành đứa trẻ bên cạnh, ông lại một lần nữa cần cậu ấy để giải quyết việc này. Cậu ta nói mình cần ở lại trần gian này để chờ đợi một quý nhân. Phải chăng người đó chính là ông? Người có tốt xấu, ma cũng vậy. Theo chân cậu ta, ông đã gặp một vài con ma, đó là Chi Lan, Thị Liễu. Vì căn duyên nào đó họ không thể siêu thoát, tất cả đều mang tâm sự. Chỉ có con ma đang ở bên cạnh ông, sao mà vô tư trong sáng đến như vậy? Bất giác cũng đem đến cho ông một sự tiếc nuối. Tiếc nuối cậu ta có tài mà không gặp vận, tiếc cho cậu ấy tuổi trẻ mà đã mạng vong. Tiếc nuối cậu ấy bản lĩnh nhưng không có nơi dụng võ, không có chỗ để thuộc về. Dù sao gặp nhau ở lúc này nên trân trọng lúc này. Tình bạn vong niên mới chớm với cậu thanh niên giáng số đã hình thành trong ông. Hy vọng trong nhân duyên gặp gỡ bây giờ sẽ góp phần bù đắp những hối tiếc mà cậu ấy chưa làm được. Chỉ là trong lòng ông vẫn còn một dấu hỏi lớn mà sẽ không có câu trả lời. Tại sao bà Kiều lại nói ra những lời cáo buộc ông trước công đường như vậy? Ông buồn lắm, dù thầy nàng đã nói với ông rằng bản chất khắp kém á, rốt cuộc cũng chỉ có hành động đáng khinh thôi. Sỏi đá mãi mãi không thể nào biến thành đá quý được, chỉ là ảo tưởng thôi à. Bà ta cố tình kéo ông vào cuộc đó là để quản binh, nhưng ông còn có thầy nàng thằng này bên cạnh mà, lo gì hạng tiểu nhân quấy gậy được, phải không? Mọi chuyện qua rồi, hãy nhìn về phía trước, bởi không ai có thể sống hai lần trong cùng một thời điểm đâu ông. Ông mỉm cười, có thầy nàng bên cạnh cho ông lòng tin và niềm vui ở tuổi xế chiều này. Hai tháng sau, mọi việc đã lắng xuống. Âm Hương tới nhà bà ba, rủ thầy nàng đến thăm Phú Hộ Thường. Từ xa nghe mùi thơm sực nức của nguyệt quế. Hai hàng nguyệt quế bây giờ đã trở về bình thường. Mộ của bà Kiều cũng có hai chậu nguyệt quế nhỏ mà ông Thường đã mua đem về. Còn mộ của Liễu nằm ở Điền Trang. Hai quân cố tình không muốn mẹ và vợ ở chung một chỗ. Bà Nở và ông Lục được ông Thường cấp tiền cho dọn đi nơi khác sinh sống để tránh nhớ về những chuyện đau lòng.
Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Hàng Nguyệt Quế Tắm Máu của nhà văn Lê Nguyệt. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.